Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 11, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người với hành vi tàn nhẫn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Còn Nguyễn Kim Trung Thái lĩnh 8 năm tù về tội hành hạ người khác, che giấu tội phạm. Trước đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm luận tội đối với hai bị cáo. Theo kiểm sát viên, quá trình điều tra xác định sau khi ly hôn, Thái được giao chăm sóc bé VA, Trang đến chung sống với Thái. Quá trình chung sống, Trang nhiều lần đánh đập hành hạ cháu bé VA dã man bằng nhiều cách thức khác nhau dẫn đến tử vong. Thái thấy Trang nhiều lần đánh con gái mình nhưng không can ngăn, thậm chí còn xóa toàn bộ dữ liệu camera. Theo hội đồng xét xử, pháp luật quy định không ai có quyền đánh đập người khác, nhất là đối với trẻ em. Hành vi dã man của Trang, bị cáo phạm tội hành hung trẻ em trong thời gian dài liên tiếp, do đó cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Khi nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng đã hiểu được sai lầm của bản thân vì nhu nhược nên đã không can ngăn Trang đánh bé Pha à, gây ra vụ việc. Còn Trang, bị cáo Trang cho biết trong 11 tháng bị tạm giam, bị cáo đã ăn năn, hối cải, luôn say dứt về hành vi tàn nhẫn của mình.